Sometimes they have to teach people or try to control that. To be a police officer, you need a lot of training. They have to catch people to deal with people. Đọc hết bài đi, cố gắng đọc hết bài đi. Có đọc được nữa không? Em có đọc được nữa không? Rồi, thôi được rồi.